Hello, chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn đến với tiếp tục đến với kênh Bi An Đường Núi của mình. Hôm nay anh em cho tôi tiếp tục lấy thêm cái ổ ong mặt ở trên kia. Bên cạnh. Anh em này chuẩn bị. Ồ, lấy một cái dốc này đuối. Đá không này. Rồi chào các bạn nha. Bây giờ thằng em của mình tiếp tục đây. Tiếp tục là lên lấy mặt ở trên cây này nữa. Đây các bạn nha, đây là cách bó để lấy thói này để xong cái mặt ong. Giờ không biết có mặt hay không có mặt, giờ bây giờ anh em đang chuẩn bị để xong khói. Đây là anh hãy đi ở dưới sen á, dưới sen dương anh dương dương đó là sáu liều đạn, là sáu liều đạn. Thằng em ở bên kia đang rừng núi ông bạc ngàn cây cao su chết mà chữ đó, đây là toàn là cây nguyên sinh nha, rừng nguyên sinh đó, nguyên đẻ. Anh em chúng tôi bảo vệ rừng núi Bạt Ngàn. Chắc nó quay nó bìa rồi. Nó bị bìa nó. Có ông anh này là buồn ngủ rồi nè. Đi coi ngày đi. Nếu là biến nhất. Biến nhất. Chuyện nghe mà. Nói nghe con. Hả? Chuyện nghe. Nói đi. 992 à? Bạn là 992. Trời không biết nhớ cái gì nữa. Dễ nhớ cái điệu quá. Đó, nghe cốc 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 á là đang đóng đinh lên cái mặt ông nha. Thank you.
Ơi.
Khổ quá đi. I got luck out. Dời dời. Ơi. Cái lệ bóng lắm nào ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.